Vâng, cơ sở đồ gỗ nội thất Đại Dương xin trân trọng kính chào quý khách. Em xin tự giới thiệu, em là Dương. Thì lời đầu tiên, em xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị đang xem video clip này. Thì trước mặt tất cả các anh chị đây là một chiếc tủ thờ tứ linh. Thì anh chị nào mà đang tìm hiểu về nội thất phòng thờ, muốn đưa về nhà mình một chiếc tủ thờ hoàn hảo nhất, như ý nhất để thờ cúng tổ tiên, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu may mắn, thì hãy bỏ ra 3 phút để đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này cùng em. Chiếc tủ thờ này bên em được làm từ gỗ cẩm vàng và có kích thước là 1m97, sâu 81 và cao 1m27. Tất cả là làm trong số đỏ của thầy phong thủy. Thì đầu tiên em sẽ quay chiếc cánh tủ thờ đầu tiên. Cánh tủ thờ của em là đục tam đa, ở trên là cuốn thư và ở dưới là đục sen, cực kỳ là đẹp, đục máy nhá anh chị nhá, CNC công nghệ cao hiện đại. Đây mẹ, mộng và bén cực kỳ là bén nhá. Khung tranh của cánh là em làm 3,5 phân nhá, gỗ cẩm vàng anh chị ạ, cực kỳ là đẹp và đều màu. Tiếp đến là hai bên chống đồng, em đục rồng, anh chị nhìn con rồng này chưa, cực kỳ là đẹp, mặt cực kỳ dữ. Chống đồng mà em pha 2 phân. Để tiếp đến là con hạc, đây cực kỳ là sạch sẽ, em không đục nhiều chi trực tiếp. Của nhiều anh chị hỏi em là có làm tủ thờ không, thì bên em có làm nha anh chị nhá. Tiếp đến là 4 góc, em đục long ly quy phụ, biểu tượng cho ấm no hạnh phúc, tài lộc đầy nhà. Và em có 4 cái trụ kiện tròn cực kỳ đẹp. Bên hồi là vách trơn nha anh chị nhá, vách trơn và ghép 2, có xương tàng hoàng, cực kỳ là đẹp. Vân này, vân thành, vân cạnh, vân mây, vân gió, vân núi, vân sông, cực kỳ là đẹp. Ở ván mặt là em làm 1 lá nhá anh chị nhá, 1 lá không ghép và tất cả đều có hết mặt hết. Khung tranh là em làm 3 phân. Ở trước mặt anh có, em có làm cả ngăn kéo nha anh chị nhé. Đây là ngăn kéo này, đây em kéo cho anh chị xem, ngăn kéo để hương, để tiền và để vàng mã, rất là tiện lợi. Ở trong tủ thờ đây em quay cận cảnh cho anh chị, mộng mạc đầy đủ hết nha anh chị, rất là tiện lợi để các thứ ở trong này. Không gian cực kỳ là rộng, sâu 81 mà có cả ngăn kéo của tứ linh, long linh quy phục. Có cả quá. Mà giá của bộ sản phẩm này là em bán 13 triệu bao vận chuyển trong vòng 50 cây cho anh chị, và em vận chuyển toàn quốc nha anh chị nhá. Em xin nhắc lại là em bán 13 triệu, anh chị nào có nhu cầu sở hữu bộ sản phẩm này thì liên hệ với em 0981888083. Đây, rất là đẹp. Và cơ sở em làm cả tứ linh, cả đục sen, cả chuyện. Anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu thì hãy liên hệ với em. Em làm đủ các loại gỗ, gỗ đỏ, vụ, hương đá, cẩm vàng. Và trước khi kết thúc video em lại quay toàn cảnh cho tất cả các anh chị xem. Đây, rất là đẹp. Và xin chào và hẹn gặp lại.